ยวายเลยxuống Long Xuyên để mà apply với group mô tô 67 ở Long Xuyên, như là cửa hàng xe máy của anh Thành Được vậy đó. Thì anh có buôn bán và cầm đồ những loại xe mô tô, xe ô tô không có lớn, thì anh mời em mình xuống để mình giao lưu chơi, thì em mình sẽ đi xuống Long Xuyên luôn. Dự tính là mình sẽ đi xuống đường kênh số 16, kênh số 5 hoặc kênh số 16, rồi mình đi đường Phạm Đăng Gù từ Tân Châu đi xuống Long Xuyên. Thì khoảng đi chắc mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Sáng sớm thì đường vắng nên em chạy cũng khá là nhanh và cũng khá là thoải mái, trời mát mẻ. Có nhiều anh em rất là nôn nức vì khi xuống dưới sẽ gặp được những chiếc BKL cá mập, bò. Đây, khi mà chúng ta đi vào cái đường quê đây, như là chạy off road, đường khá là vòng. Sáng sớm tối qua nôn quá, sáng sớm thức sớm nữa, giờ này cứ buồn ngủ. Im quá thì nó sẽ dễ buồn ngủ, còn ở đường mà kiểu này không nào buồn ngủ được. Để ra khỏi đường khúc này là kéo được rồi. Thank you.
cô chưa tới một đi nè nè giá cái... rồi 5 ngàn nè 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 quý ơi Thank you.
Full carbon, con này là hết ngàn GG, full carbon. Ồ, vãi. Full carbon. Tiếc đâu tay. Má mong mà chiếc xe đi. Chắc mấy tấm chục quá, cả mấy tấm chục. Ừ, má. Má cái bánh phơi vừa là chiếc này ngồi thoải mái em thanh niên.